Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay có một cái vlog nho nhỏ về cái chuyến đi 3 ngày 2 đêm đến Vũng Tàu của cả nhóm tụi mình. Dù là chơi với nhau lâu rồi nhưng mà nhóm tụi mình cũng chưa có một cái chuyến đi xa nào với nhau, mà còn là lần đầu tiên đi bằng xe máy nữa, nên là mình khá là hứng thú. Bọn mình hẹn nhau ở trường Hu Tết, cơ sở Thủ Đức, và bắt đầu xuất phát vào lúc 4 giờ. Lúc trước lúc đó thì mình với Huy có đi kiếm cây xăng, nhưng mà tầm 3 giờ 30 thì không có cây nào mở hết. Lúc này thì mọi người phải đứng chờ, bởi vì người em của tôi ở trong đoàn thì đã bị bể lốp xe. Biết sao xui kiểu gì mà lại bể lốp xe ạ. Thế là phải đứng đợi cho nó vá xong. Lúc nãy quên kể với các bạn là lúc mà mình với Huy đi đổ xăng á, thì sau khi mà đổ xong thì mình bị mấy anh cơ động kéo vô. Nói chung là cũng khá là rung, nhưng mà may mắn là không có vấn đề gì xảy ra cả, thì và mình được thả để đi tiếp. Thì trong chuyến đi này, bên cạnh tôi với lại Huy thì cũng có em tôi là Phúc, cùng với Vũ là đứa ngồi sau đó như các bạn đã thấy, cùng với Nguyễn Quang, Hà Vi, Phương Ánh cũng như là Huy Nguyễn. Lúc này thì sau khoảng 2 tiếng đi từ Sài Gòn thì chúng tôi tạm dừng chân tại Bánh Việt 70 ở thành phố Long Thành. Nghỉ ở đây khoảng 30 phút thì chúng tôi tiếp tục đi đến Vũng Tàu. Lúc này thay vì là đi quốc lộ 51 thì cả nhóm quyết định rẽ vào đảo Long Sơn để tham quan. Nói chung là chỗ này tôi thấy cũng đẹp. Có nhiều cái nhà nữa trên sông á, mà cái cầu nó khá là dài. Đi gió phơ mặt. Sau khi mà từ Long Sơn đến Vũng Tàu thì chúng tôi quyết định đi ăn bánh mì chảo. Nhìn chung thì bánh mì ở đây ăn cũng ok, đối với tôi là hơi nhạt. Thì tuy nhiên thì mình cũng đề xuất các bạn là nên ăn thử ở đây, thì địa chỉ mình sẽ để ở dưới. Sau khi mà ăn bánh mì chảo xong thì bọn mình lên check-in tại quán cà phê ở trên Hải Đăng. Nói chung là ở đây thì view khá là đẹp, thì tụi mình cũng ngồi chill ở đây được khoảng 30 phút trước khi dành phòng. Chủ yếu là ngồi đánh bài, nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe nhau. Sau khi mà lấy phòng về thì bọn mình gọi đồ ăn trưa để ăn. Rồi cả đám quyết định là nghỉ ngơi một chút, sau đó là đi tắm biển. Thì lần này đi thì biển cũng khá là vắng, mà đi thì cũng khá là sạch. Tiện thể ra biển thì bọn mình cũng chụp với nhau một tấm hình để làm kỷ niệm. Trời ơi.
Ngủ đi không biết mà đã. Sau khi ăn tối xong thì bọn tôi quyết định đi ra biển. Buổi tối hôm nay thì bọn tôi ăn thịt nướng, nhưng mà do mãi ăn quá tôi quên quay mất rồi. Thôi các bạn xem đỡ mấy tấm hình nhé. Sau đó thì chúng tôi quyết định là mất 3.000 lấy xe ra khỏi hầm và chạy ra phía chỗ này, tôi không biết chỗ nào đó, để chụp hình cũng như là uống sữa đậu nành và ăn đậu. Ở đây thì chúng tôi cũng chụp được rất là nhiều cái tấm hình rất là đẹp, đúng không? Mà chủ yếu là tôi bị dìm. Ngày thứ hai của chuyến đi thì bọn tôi quyết định là đi ăn sáng bằng bánh canh tôm tích. Sau đó thì lại trèo lên ngọn hải đăng một lần nữa để uống sữa chua và ăn bánh tráng nướng. Chỗ này nhiều kiến với lại nhiều muỗi vãi đai, ngồi mà gãi như thằng nghiện ấy. Nhưng mà được cái là mát. Tối hôm đó thì bọn tôi đi ăn lẩu cá đuối cô Sáu thì phải. Nói chung là lẩu cá đuối khá là ngon, nước như canh chua vậy. Đây các bạn có thể thấy tôi ăn miếng cá đấy, nhai cứ phải gọi là đam mê luôn. Thôi chụp tội phạm á, ngồi đứng vậy đi chụp. Chết rồi, má gọi. Sau khi mà ăn tối xong thì về anh em về căn hộ để tổ chức mini game. Thì chúng tôi chơi ném bóng vào cốc bia, ai thua thì uống, và chờ chút đe. Thì sau đây các bạn sẽ được thấy những cái cảnh chúng tôi khốn khổ vì chú đe. Chu ra được. Thôi, dụng cái mặt mà đúng á. Thôi, đúng không? Mày làm gì? Mày chỉ giữ cho em khốn nạn. Sự nhỏ nhỏ rồi. Skill quá vậy. Skill quá. Chó. Lầu má sao lắc vậy? Lắc tới đây chơi vậy luôn. Bao bây giờ nha. Hello. Em à. Khỏi người ta mà. Rồi, đăng story, đăng story. Đăng story đi. Mình cưới mẹ. Có để em xong không ta? Để nhạc luôn, mình cưới nhau đi. Nhúc. Nhanh nhanh không? Ê. Trời lên, trái nhìn rất nhanh nhạc nhỉ. Phúc châu. Chạy châu. Chú bỏ luôn. Nhẹ 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 nhẹ. Linh. Đích đâu. Dạ. Đây là tỷ lệ. Thôi. Chắc to. Từ từ. Má. Em hư. Rồi. Cái gì? Nó phải đích chế nha. Biết ai phỏng.
yêu quái cái gì mình yêu quái làm ăn nên nấu cho anh vì nó rồi bấm đi bấm đi giờ bắt cái xong rồi chọn ai chọn vũ luôn kẻ thù luôn cho nó content nè trời ơi luôn mày để tao bỏ lên kêu tao thủ thủ ê vô mấy mà thím vô miệng đúng rồi nhíu mà nhíu Ngày cuối cùng ở Vũng Tàu thì chúng tôi quyết định đi ăn bánh khọt. Cái địa chỉ ở quán này thì anh tôi lại không có ghi lại, tôi cũng quên mất tiêu. Sau khi mà ăn xong thì bọn tôi về sắp xếp hành lý và check out khách sạn. Trước khi ghé vào quán cà phê thì bọn tôi có ghé qua tiệm bánh bông lan trứng muối để mua mấy phần. Đồng thời là chúng tôi cũng mua mấy cái bánh donut luôn. Thì tại quán cà phê này thì chúng tôi đã chụp được rất là nhiều những cái hình đẹp. Thì các bạn có thể nhìn ở trên đây. Địa chỉ ở đây thì mình sẽ để ở cuối video nhé. I just wanna get some brand new sneakers, a little free, yeah. Say what I want, then I get what I want. It's too easy, yeah. Baby, you know me. Rồi sau khi mà uống cà phê xong thì bọn mình quyết định là sẽ là về sớm. Bởi vì có một vài lý do cho nên là bọn mình phải xuất phát sớm, nếu không sẽ bị trễ giờ. Sau 4 tiếng thì mình đã có mặt ở quận 2 Sài Gòn. Đây như các bạn có thấy tháp lên mắt 81 kìa. Đây lúc này là về tới đường Hoàng Hoa Thám rồi. Sắp về đến nhà rồi. Trước khi về đến nhà là phải thả cái thằng này về nhà nó đã. Đây giờ tôi mới chạy về nhà này. I like bitches, yeah, that like bitches, put a spell on me, ooh, they some wishes, that my baby, that my lady, oh, and she gon' drive me to the fucking mall, she like Rachel, but I ain't no boss, I'm a god.